Lâm Bảo Châu ra mắt mẹ ruột Lệ Quyên, mẹ vợ tương lai tỏ thái độ không ngờ gần đây, Lệ Quyên đã chia sẻ trên Facebook cá nhân những khoảnh khắc gặp gỡ thân mật với người thân và bạn bè. Nữ ca sĩ cùng bạn trai Lâm Bảo Châu, mẹ ruột và gia đình đã tụ họp và ăn uống tại biệt thự ở Đà Lạt. Trong buổi tiệc, cả gia đình Lệ Quyên quây quần bên nhau rất ấm cúng, trò chuyện rôm rả. Lâm Bảo Châu cũng thân thiết với người nhà của bạn gái, anh tỏ ra khá thoải mái cùng mọi người nói chuyện, chụp ảnh kỷ niệm. Mẹ ruột Lệ Quyên còn đứng cạnh nam người mẫu, mời mọi người dùng bữa. Bên dưới bài đăng của Lệ Quyên, nhiều khán giả để lại lời khen ngợi, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với gia đình nữ ca sĩ. Một số bình luận nổi bật như, gia đình quây quần hạnh phúc quá, Lâm Bảo Châu cũng được lòng cả nhà chị Lệ Quyên, ước gì gia đình mình cũng được sum họp như vậy, nhà chị Quyên ở Đà Lạt đẹp quá. Trước đó vào dịp ngày của mẹ, Lệ Quyên đăng tải ảnh chụp đưa mẹ ruột đi chơi. Nữ ca sĩ còn đính kèm những dòng chữ đong đầy yêu thương đến đấng sinh thành. Lệ Quyên bộc bạch, mẹ của con. Có người đàn ông của mẹ đây rồi, mẹ luôn yên tâm thảnh thơi, không phải lo lắng gì mẹ nhỉ. Với con, ngày nào cũng là 10 tháng 5, ngày nào cũng là ngày của mẹ. Mẹ cho con tất cả tinh túy rồi, xin vía 84 tê uổi trộm vía được sức khỏe bình an như mẹ thôi. Trộm vía nàng vẫn thoăn thoắt, thanh niên theo không kịp và hát vẫn hay hơn Quyên. Khi ấy, Lâm Bảo Châu cũng nhắn nhủ bên dưới bài đăng rằng, thảnh thơi, không lo lắng cùng bên nhau. Sau khi LIHON, Lệ Quyên công khai hẹn hò với Lâm Bảo Châu vào năm 2021. Chuyện tình cảm của cặp đôi ban đầu gặp nhiều sóng gió, vì nam người mẫu kém bạn gái 12 tê uổi. Dù vậy, cả hai vẫn trải qua 5 năm hạnh phúc, yên ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, Lâm Bảo Châu còn rất thân thiết với con trai riêng 13 tê uổi của Lệ Quyên là Kỳ Anh, biệt danh là Bo. Trước đó, trong một chuyến du lịch đến Mỹ, Lệ Quyên đã hé lộ mối quan hệ giữa Lâm Bảo Châu và bé Kỳ Anh, con riêng của cô. Qua đó, Lâm Bảo Châu rất quý mến cậu bé. Cả hai đùa vui cả chuyến đi và hợp tính nhau. Không chỉ quan tâm bạn gái, Lâm Bảo Châu còn quan tâm đặc biệt tới con trai Lệ Quyên. Nhiều dân mạng đã soi ra chi tiết đặc biệt chứng minh mối quan hệ của Lâm Bảo Châu và con trai Lệ Quyên. Bé Kỳ Anh là con trai của nữ ca sĩ và hiện đã có tài khoản Instagram riêng. Điều đặc biệt là cậu bé và Lâm Bảo Châu đều follow nhau trên Instagram. Động thái này chứng tỏ mối quan hệ của cả hai khá tốt đẹp. Cả hai thường xuyên chơi thể thao, chơi game cùng nhau, thoải mái trò chuyện thân thiết như một gia đình. Lệ Quyên chia sẻ, Châu và bé Bo thân nhau không phải là điều quá bất ngờ đối với Quyên. Sự thân thiết giữa Châu và bé Bo xuất phát từ những gì tự nhiên, Quyên không bắt con phải chơi với bạn của mình. Trong giai đoạn khi hai chú chó bắt đầu tiếp xúc, Quyên hỏi Bo là con có vui khi gặp chú không, Bo bảo là, con cũng vui ạ. Quyên mới nói với con cũng vui nghĩa là không vui lắm, nếu như vậy thì lần sau không cần phải gặp nữa. Quyên là người không áp đặt ai về chuyện gì cả, nhất là cảm xúc. Giai đoạn đầu Quyên hỏi bé Bo rất kỹ, con cứ nói thật với mẹ, hay là con cảm thấy không vui nhưng vì sợ mẹ buồn nên không nói. Bé Bo là đề ưa tê rẻ văn minh và thẳng thắn, có gì nói đó nên khi bé kiên định trả lời, dạ con vui ạ thì Quyên mới tiếp tục cho hai chú chó tiếp xúc. Hẹn hò với Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu cũng vướng vào không ít những tiêu cực, bình luận ác ý, nam người mẫu luôn được bạn gái ra mặt bênh vực. Lệ Quyên từng bộc bạch về tình trẻ rằng, thật sự bạn ấy chịu rất nhiều thiệt thòi. Mọi người thường chỉ thấy sự hào nhoáng nhưng ít ai thấy được những hy sinh thầm lặng. Đặc biệt là khi người đàn ông tạm quên đi khát khao của mình. Trước đây, bạn ấy bận rộn với công việc riêng. Nhưng khi yêu tôi, bạn ấy cất những ước mơ đi để toàn tâm toàn ý hỗ trợ tôi. Điều đó tạo cho tôi nhiều sức ép nhưng đồng thời cũng rất trân trọng. Nữ ca sĩ cũng từng thẳng thắn đưa ra quan điểm, trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng. Nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự nó thiển cận vô cùng. Nếu như người này trong giai đoạn phù hợp là người xông pha trụ cột, thì người kia là hậu phương hỗ trợ, chăm sóc vun vén, có khi chạy vắt chân lên cổ lo lắng cùng cho thành quả rực rỡ hơn chứ. Không thể một mình gây dựng nếu bên cạnh không có một người chia sẻ mọi thứ nha. Chả có ai nuôi ai cả đâu.